rồi để mình đưa về chế độ Gaster các bạn ha, các bạn nhớ nha các bạn. Rồi ngon lành các bạn ơi, nó nhận liền luôn nè. Có bonus gì? Rồi bonus Gaster các bạn ơi, bonus Gaster chứ không phải là bonus Gaster các bạn ha, các bạn nhớ nha, bonus Gaster nha. Gaster là hiện tại số S nó không có boost ram brick được nha các bạn. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái con 6S các bạn. 6S ha, này bị khóa kích hoạt các bạn, khóa cho chủ sở hữu nè, iOS 15 nha các bạn. Này nói dễ hiểu là màn hình hello các bạn, màn hình khóa kích hoạt màn hình hello ha. Bây giờ mình ghim vô máy tính, mình coi là nó iOS mấy, mình bypass vô menu nha các bạn. Ủa cái này iOS khá là cao các bạn ơi, hình như cao nhất luôn á, 15.7.1 nè. Thì điều đầu tiên mình làm là mình phải đổi số series gốc của nó các bạn, về số series theo tool đó mà mình làm ha. Các bạn làm tool nào nó đều cho một cái số series á, mình căn cứ theo đó mà mình đổi nha các bạn. Thì cái con này là cái con 6S, thì mình muốn đổi số series của nó thì mình phải về chế độ màn hình màu mình đổi các bạn ha. Thì cái đối với con này thì mình cũng có làm một video chi tiết về màn hình màu đổi số series trên kênh á, các bạn có thời gian thì xem lại giúp mình ha. Rồi nó có cái thư mục 6S Dio là mình mở lên, rồi để sẵn lát nữa mình chạy các bạn ha, về màn hình màu mình đổi số series nha các bạn. Thì để mình mở cái device manager lên cái cho mình dễ coi thử máy nhận chưa, driver đồ đầy đủ chưa, rồi bắt đầu mình chạy các bạn ha. Bây giờ mình đưa về chế độ depo, rồi mình tiến hành cài cái driver LitUK, rồi mình về chế độ màn hình màu á, mình đổi số series nó nha các bạn. We'll be right back.
Đó, giờ mình mở cái tool iBoy mới lên các bạn ha. Cái tool iBoy mới nè, thì mình mở lên, mình đợi cho cái tool iBoy mới lên nó mở ra lên á, rồi mình coi cái máy này là cái mẹ cái mẻ gì á. Ờ, nó không nhận driver các bạn, nó không nhận máy á, thì do nó còn kẹt cái driver list đâu kìa. Mình chuyển xuống USB driver cho nó nha các bạn. Các bạn chọn USB driver nè, rồi các bạn bấm next, chọn ok là nó sẽ nhận diện được cái máy nha các bạn. Đó, USB driver nè, rồi các bạn bấm check đi qua để bù nó một cái là nó sẽ nhận các bạn ha. Đó, cái này là bonus GATDATA nha các bạn, GATDATA hiện tại bonus GATDATA ha. Các bạn chưa đăng ký cái mã exit thì các bạn copy rồi bấm vô cái link trang admin cho nè, các bạn cứ bấm submit đăng ký thôi. Rồi mình đăng ký thành công rồi các bạn, thì cái mã exit của mình là nó màu xanh các bạn ha. Thì các bạn để ý cái này là cái mã gì N71EB nha các bạn. 6S thì nó cũng có nhiều mã các bạn ha, N71EB. Rồi các bạn mở lại cái 6S Duo á, thì các bạn chạy cái file path của nó tương thích nha các bạn. Rồi các bạn mở lên, rồi driver nhận đầy đủ, các bạn bấm enter cho nó chạy ha, để nó đưa mục đích mà đưa về mà màu các bạn, đưa về mà màu mà bằng cái file path luôn các bạn ha, rất là tiện nha các bạn. Rồi tới bước này các bạn bấm enter tiếp là nó sẽ chạy, rồi cái máy mình nó sẽ lên màn hình màu các bạn ha, màu gì kệ nó các bạn, miễn có màu là được rồi, màu càng đẹp càng tốt thôi. Ok, ngon lành luôn các bạn ơi, ngon lành cành đào luôn. Rồi nó lên màu các bạn, cái này 6S nha các bạn, iOS 15.7.1 ha. Lúc mà nó lên màn hình màu thì ra thì máy tính nó không có nhận cái máy nha các bạn, máy tính nó không có còn nhận nữa các bạn ha. Thì cái này bắt buộc mà hiện tại thì mình phải sử dụng cáp DCSD các bạn ơi, các bạn có thì các bạn ghim vô máy ha, sử dụng cáp mới đổi được nha các bạn. Nhiều lúc các bạn hỏi không có cáp đổi được hay không, thì cái cách đổi mà không có cáp thì mình cũng chưa có biết các bạn ha, mình cũng chưa thấy ai làm được. Rồi các bạn mở lên nè, các bạn ghim vô, ghim cáp đi sẽ đi thì là cài driver, khi cài driver đầy đủ thì cái cáp mình ghim vô máy tính đó thì nó sẽ nhận một cái cổng cơm các bạn ha, nó nhận một cái cổng cơm nè. Rồi mở WL Repair lên, cái chạy cái tool WL Repair thì trên kênh thì mình cũng có làm một cái video khá là chi tiết á, thì các bạn chịu khó xem lại giúp mình nha, để cài driver cho chính xác nha các bạn. Thì mình cài driver đầy đủ thì mình mở cái thư qua cái tab Disk Repair nè, rồi mình coi cái cổng cơm đó là cơm mấy, cơm 10 các bạn ha, cơm 10, rồi mình phải refresh coi nó nhận chưa, nhận cơm 10. Rồi các bạn cứ bấm connect thôi, rồi nhận cơm 10 đầy đủ, bấm connect, rồi mình đọc thông tin của cái máy á, thì nó sẽ đọc ra cái số seri của cái số seri gốc của cái máy mình à. Thì mình quan tâm mình đổi số seri, mình chỉ cần quan tâm cái ô đầu tiên thôi nha các bạn. Rồi mình lấy cái số seri bypass hello của iBoy nó cho rồi các bạn, mình copy rồi mình thay thế số seri gốc của mình thôi. Thì mình đổi số seri thì các bạn chỉ quan tâm cái ô đổi số seri thôi, còn các bạn bấm lung tung ở dưới là nó đổi là mất thông số máy, có khi nó không mất wifi rồi nó bị tùm lum la nha các bạn. Rồi mình làm thì hồi nãy mình quên backup rồi, để mình backup cái số seri gốc của nó lại cái các bạn ha. Rồi backup để mình refresh, rồi mình backup cái số seri gốc lại, rồi mình đổi cái số seri của iBoy để cho, rồi mình backup lên cái nè, rồi backup thành công, rồi mình coi lại số seri iBoy á các bạn, mình copy, tại cái này mình đổi thì số seri nó cũng hơi khó khăn á, thì mình cũng coi mình copy đúng cái số seri iBoy nha các bạn, kiểm tra kỹ ha, tránh trường hợp là nó bị lộn, các bạn đổi lại đổi tới đổi lui mất thời gian nha các bạn. Rồi đổi thành công các bạn ạ, đọc lại thông tin cái, rồi ok, số seri iBoy đã đổi thành công nè. Rồi các bạn bấm return là cái máy nó sẽ khởi động lại ha, rồi chờ lên các bạn kiểm tra đúng số seri của iBoy chưa, rồi mình get nha, backup số seri nha các bạn, backup hello á, backup hello các bạn ha. Rồi tới lúc này thì mình rút cáp được các bạn, ghim cái cáp Lightning vô, luôn ghim cái cáp iPhone vô được các bạn ha. Thì lúc này mình không cần sử dụng cáp DCSD nữa các bạn. Đó, đã đổi thành công các bạn ha. Rồi đúng số seri của iBoy luôn, ngon lành, FFGD như này các bạn. Rồi ghim, rồi để mình active vô cái. Thường nó bị đổi số seri gốc á, là nó không có thể kích hoạt nha các bạn. Nó có tình trạng là không có thể kích hoạt ha. Thì không có đúng số seri thì hầu như nó không có kích hoạt cho mình nha các bạn. Không thể kích hoạt nè, số seri đã đổi nha các bạn.
Rồi giờ mình ghim vô máy tính ha. Rồi mình trở lại cái tool là iBoy các bạn. Rồi driver còn nhận đầy đủ nha các bạn. Nếu mà nó bị kẹt cái list UK thì các bạn phải chuyển xuống driver UB driver các bạn ha. Thì giờ là mình get at cái file hello nha các bạn. Lúc mà get thì chế độ bình thường nha các bạn ha. Để ghim vô máy bình thường rồi các bạn kiểm tra nó nhận, tool nó nhận máy chưa, rồi các bạn backup hello thôi. Rồi nhận máy đầy đủ nè. Rồi các bạn backup hello ha. Rồi các bạn đợi xíu nó sẽ backup thành công. Rồi mình chép cái file backup đầy đủ file này kia, rồi mình về chế độ bonus á, bootram disk á, mình đặt tên nha các bạn. Rồi backup thành công rồi các bạn. Rồi giờ mình tiến hành bootram disk active hello các bạn ha. Thì trước thì mình phải vô được chế độ bonus á các bạn. Vô chế độ bonus thì mình mới bootram disk được các bạn ha. Giờ mình tiếp tục vô chế độ depo nè. Vô lại depo các bạn. Vô là depo rồi nó nhận cái máy. Rồi mình đưa về chế độ bonus đó các bạn ha. Nhưng mà các bạn lúc này các bạn nhớ là bonus gutter nha các bạn, mình phải chuyển về đúng bonus gutter ha. Các bạn nhớ nha, gutter thì nó mới boot ram disk được nha các bạn. Chứ còn các bạn về đúng hồi nãy là bonus gutter là hầu như nó boot fail nha các bạn. Rồi cái lúc này thì mình không có cài cái list UK nữa các bạn ha, không có cài list UK theo cách này nha các bạn. Các bạn bỏ qua ha, nếu mà cài theo cách này thì nó về bonus gutter là không có được. Thì mình cần cái JDIT này các bạn. JDIT này, JDIT trong cái thư mục 6SDO nó có sẵn luôn ha. Các bạn cài đem máy tính mình ha. Rồi các bạn mở lên. Mục đích cái mình cài cái JDIT là mình cài cái driver list UK các bạn. Cài theo cái JDIT nha các bạn. Để mình đưa về chế độ bonus gutter thì nó mới boot ram disk được nha các bạn. Lúc trước con 6S này thì về chế độ Elipse thì mới boot thành công. Hiện tại thì mình test thì mình thấy chế độ Gutter nó boot ram disk cũng ok luôn các bạn. Các bạn làm cách này cho nó nhanh ha. Còn Elipse thì mình phải dùng cái ren USB rồi hoặc là macOS á. Các bạn không có máy tính Mac thì nó cũng hơi bất tiện ha. Mình chia sẻ cho các bạn làm trên Windows thôi nha các bạn. Thì các bạn nếu thấy khó khăn trong quá trình cài hay gì thì các bạn để lại bình luận bên dưới, thì mình có thời gian mình sẽ trả lời giúp các bạn hết đó ha. Đó các bạn cứ đợi cho cái dây git lúc mà chuyển cái driver thì mình đợi cho nó chạy ha, khi nào nó báo thành công rồi các bạn. Rồi chuyển thành công nè, driver list ok nhận đầy đủ các bạn ha. Rồi mình mở cái thư mục gutter window nè, gutter window trên cái link mega admin cho đầy đủ các bạn tải về ha. Mình mở file bát mình chạy các bạn, không các bạn chạy trong lệnh cmd trong máy tính cũng được ha, cho nó nhanh. Rồi nhận đầy đủ là các bạn bấm enter. Rồi để mình đưa về chế độ gutter các bạn ha, các bạn nhớ nha các bạn. Rồi ngon lành các bạn ơi, nó nhận liền luôn nè. Có bonus gì? Rồi bonus gutter các bạn ơi, bonus gutter chứ không phải là bonus gutter các bạn ha, các bạn nhớ nha, bonus gutter nha. Gutter là hiện tại xấu S nó không có boot ram disk được nha các bạn. Với tool iBoy nha, mình chỉ làm iBoy, mình nói iBoy thôi nha các bạn. Rồi mình chết nè, nó chưa nhận các bạn. Này lúc này các bạn đừng update driver ha, các bạn nhớ nha, đừng update xuống, các bạn gỡ luôn. Nếu mà các bạn update có khi boot ram disk nó bị nhảy driver các bạn, gỡ luôn các bạn, gỡ sạch luôn, gỡ list UK luôn. Rồi các bạn refresh lại thì tự động là nó sẽ nhận cái USB driver thôi các bạn. Các bạn nhớ gỡ luôn nha, đừng update ha, chứ không boot nó bị treo nha các bạn. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, ngon lành luôn, bonus gutter các bạn, đúng bonus gutter luôn ha. Rồi đầy đủ luôn, 6S nha các bạn, bonus gutter. Rồi mã exit để đăng ký đầy đủ, rồi mình boot ram disk thôi các bạn. Rồi mình đợi nó lên logo hay gì thì mình chết đi hát thành công á. Rồi mình active nó nha các bạn ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. What's wrong and why you never said you felt that?
stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade.